Con có biết là con đập cái đó vô cái mũi mẹ không? Con tính là con cứ là đụng đầu mẹ phải không? Mà con ạp với cái mũi mẹ phải không? Mẹ nè, bóp mũi. Con bóp mũi mẹ coi. Nói sao? Booty. Nói sao? Bóp mũi. Bóp mũi. Dậm vậy? Nhột quá. Trời. Đây dư đây. Ồ, ba làm gì với con hả? Chị đi. Bóp mũi. Con bóp mũi mẹ coi, Bóp mũi cho mũi cao lên nha. Bóp mũi. Stop. I said stop. Stop. Don't play like that. Okay, booty. Okay, sorry. I'm sorry. Bóp mũi. Bóp mũi. Bóp mũi. Không mẹ mình. Làm gì? Mệt quá hả? Mệt quá xỉu rồi hả? Ê cô chủ ơi, bữa nay á hả, mở đồ ra cho chay mặc còn thấy cái bộ đồ quá hả? Bộ đồ lam lấy ra cho chay mặc, ai ngờ cũng còn hơi dừa thôi chứ cũng còn chật rồi. Đẹp ghê không? Cô chú thấy em mặc bộ đồ ép ê không? Đẹp quá. Cô chú thấy lúc nào nó cũng chơi cái này không? Thích này lắm. Mới cắt đầu tóc đẹp ê. Tóc gì mà đẹp dữ không biết. Ai cắt cái đầu tóc đẹp ê vậy? Hả? Cắt còn miếng bên đây chưa cắt đâu. mẹ cắt tài ba không chơi. Cắt còn miếng bên đây kia chưa cắt thì chơi vậy. Còn miếng này chưa cắt này chơi nè. Giờ lấy kéo sẵn lại nha. Thì mình lấy kéo mày sẵn lại nha. Mẹ không. Mày sẵn lại, nhìn lên cái mày sẵn lại cái cho nó đều, cái nhìn nó kỳ quá. Đây là nước lên coi. Don't hit me. Don't scratch me. Don't scratch you. Don't get on me. Sao le dữ vậy? Khoan. What are you doing, baby? You didn't like it? Đó. Ui chào ơi, giờ giống y như Hồng Hà Nhi rồi. Đây này, nhìn vô đây coi. Quá đẹp rồi. Bây giờ là y. What that booty. I'm sorry to say it. Ngồi đó coi, bây giờ giống y như Hồng Hà Nhi. Đẹp ghê. Trời ơi đẹp ghê. Đó, giờ là cô chú hết nó dính mắt rồi chưa? Giờ y như Hồng Hà Nhi. I'm not just like a mover. Cái này giống cái gì? Cái mover. Ồ, cái này giống cái chùa hả con? Trời ơi, nó xây cái này nữa đó mẹ. Cái này giống cái mô Phật này, giống cái chùa. Con nói nhìn giống chùa. Giống chùa. Đúng rồi. Từ
dragon. Quá dữ luôn mẹ, chơi cắt còn đúng là còn ngố hơn là cái tiệm cái cắt tóc mấy ngố nữa. Giờ là thôi, giờ là phải chi cả tháng nữa. Cái tháng nữa là tóc nó mới ra lại. Còn hai bên này cơ, hai bên này bên này chứ sao tao chứ cộng nhìn thấy ghét dễ sợ luôn, cộng này nhìn muốn tỉa ghê luôn á trời. Nhìn như cái ngoe cái càng vậy đó. Thì cái này bên đây sao tao không để cắt thẳng xuống luôn vậy hả ta? Sao chứ còn để họ mà cứ họ cắt miết là bắt đầu ha, cái đầu tóc nhỏ thấy cái gớm luôn. Nhìn nó chướng ghê, chướng mắt thiệt chứ. Ê, bây giờ đúng ngố luôn. Cái máy gì, cái tóc gì mà giống như cái máy của Justin Bieber ngày xưa vậy đó. Baby, 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 oh, I'm like. Con có biết Justin Bieber không? Cái thời chay là không có biết Justin Bieber. Là Justin Bieber, yeah. Justin Bieber chay. Justin Bieber chay. Daddy. Trời ơi, có cái mặt ở mặt à. Ôi mặc bộ đồ bây giờ cái quần ngắn lên luôn rồi kìa. Ui trời, bộ đồ. Để kêu bà ngoại gửi cho bộ đồ lam nữa nha. Hả? Ôi ôi, ê. Nãy nó còn quay đằng tóc đằng sau cho Ngọc cắt nữa mà Ngọc có biết cắt đằng sau đâu. Đằng sau cắt đằng sau rồi. Đằng sau mà cắt cái kiểu sao chịu thua á. Thôi rồi, giờ cái máy gọn gàng chưa? Đây chay con nhìn thẳng lên coi mẹ con cái máy có điều không chay? Trời ơi, cái máy đều trơn, cái máy đều ghê không? You like to put the big one on? Trời ơi, cái máy giống như cái gáo dừa vậy đó. Đúng là con của cô gái bánh tè thì cái chứ. Đúng là cô gái bánh tè. Ôi ôi, đẹp ê á. I said no, no PJ mask. Ồ, hồi nãy ba chở con đi đâu? PJ Mask Store. À, ba chở con đi PJ Mask Store hả? Yeah, yeah. Con có mua được con nào không? Yeah. Mày thấy con mua được những chiếc xe đẹp á chứ? Mày thấy xe đó đẹp á con? Ừ, mua đồ chữ hiếu. Phải hiếu thảo với mẹ nghe chưa? Yeah. Ừ, phải hiếu thảo với ba nghe chưa? Con thương mẹ làm sao? Con thương mẹ làm sao? Nhất gì? Nhất trên đời luôn hả? Ôi trời trời trời. Ôi ổng xây nhà đẹp ghê, ổng xây nó lại xây cái chùa đó. Thank you. Hả? Con muốn nào? Con muốn mày đẩy ra cho con nha. Mày đẩy lại cho con nha. Rồi. Ủa sao mấy ngày nay A Trì không qua chơi ta? A Trì từng này là ở với ba quá, sao thấy A Trì ít qua chơi này chơi nè. Chứ A Trì mà ở với mẹ là từ thứ bảy chủ nhật là mẹ A Trì thả A Trì qua đây vài tiếng đồng hồ để chơi con rồi. Nên mẹ A Trì rảnh rỗi rồi. Vì chắc từng này là ở với ba rồi quá. Bởi vì cô chú hay hỏi lâu lâu cô chú hỏi sao không thấy A Trì qua chơi. Từng nó ở với ba nó, từng ở với mẹ nó. Ton ton. Đẹp ghê. I need this on the chay chay, hồi bữa con đi gặp bác sĩ á, bác sĩ có con mèo màu gì? Màu gì? I asked the lady. Con hỏi ai? Lady. Con hỏi cái cô đó đó hả? Yeah, cô đó nói gì? Cô ở đằng kia hả? Cái gì ở đằng kia? Ngày mai là thứ hai đâu có học gì đâu phải không ta? Đúng rồi, ngày mai là thứ hai đâu có đi học gì đâu. Thứ ba đi học môn gì ta? Hồi tối này con nhớ với mẹ là con nói con muốn đi học forte không? She doesn't remember quarter note. Yeah. Quarter note là gì con? Quarter note là nốt nhạc. Con nói sao? Con xin lỗi mẹ. Xin lỗi thì sao? Xin lỗi.
Cô xin lỗi ba. Cô xin lỗi ba. Kêu ba ơi. Say it one more time. Sorry. Let's see what happens. You said it five times already. Cô nói ba ơi. Lớn lên, lớn lên. I'm sorry, Daddy. Okay, don't nói ba ơi, cô xin lỗi. Okay, you got one more time the accident. You can't say it and then say sorry. That doesn't work. You gotta not say it. Mẹ Minh ơi, con mẹ Minh sáng giờ chưa có mẹ cái nào nè. Sáng giờ chưa có mẹ cái nào nè. Không Minh ơi. À ngủ rồi, ngủ rồi. Mẹ Minh ơi. Kissing time. Kissing time. Kissing time. Đeo vô. Con ngồi dậy đi, con ngồi dậy đi. Ngồi dậy đi. Mày cột tóc lên cho nó gọn gàng, không có được mở ra. Ngồi vậy đi. Giờ nó sức không? Nó ở chân thơm quá. Ôi, mặc áo đẹp ghê quá. Áo cái, con biết cái này là gì không? Cái này là hoa sen nè. Đó là hoa sen đó. Đấy. Đó, 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 coi chừng cái đụng đó, cái đầu vô cái cây đó kìa, đáo kìa. Đó, nó làm sao đứt tóc rồi đó, thấy chưa cô chú, đứt tóc đó, nó ưng vậy đó chứ phải không ai cột tóc lên cho nó đâu, thấy không? Đó, vậy là nó cỡ đầu tóc ra tiếp đó, tóc u xù. Không không không, chừng nào ba chơi với con đi rồi còn con hãy chơi chung, chứ còn bây giờ là con đừng có đổ ra, ba đã nói rồi đó nha. Chừng nào có ba chơi đi, tại vì những cái miếng đó nó nhỏ 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 lắm, mà con mà chơi mà con làm mất một cái là con làm mình không có build được đâu á. Ôi coi tóc nó nè, coi đúng nè. Tóc nó nè đó, bé đầu bù tóc rối đó. Mỏng ránh nè, mỏng dánh nè, tóc mỏng dánh nè, dễ bị rối vô nhau lắm. Con thích baby Yoda hả? Cho coi cho mẹ coi. Trời, baby Yoda nhỏ nhỏ xíu trời. Oh, look at how small the baby Yoda is. So small. Coi này, này chân cẳng dài dễ sợ. Con có nhớ Audrey không? Audrey's not here this weekend, huh? Đúng rồi, Audrey đâu có nhà đâu. I didn't see her at all. Mommy got tack. Hả? Cái gì tack gì nữa? Oh, it's itch, mommy. Ngứa hả? Ngứa đâu? Ngứa thôi chứ đâu có gì đâu. Con đeo mắt kiến bơi vô chơi. Chơi. Đeo goggle vô chơi. Tối nay có coi phim Mulan nữa không? Ồ, có phải gọi là Mulan hả? Mẹ Việt Nam, mẹ thích gọi là Mulan. Con nói sao? Mulan vậy hả? Nói vậy mới đúng hả? Mẹ tưởng nó Mulan. Nó nói chung là nó cũng chỉnh ra, nó nói là phải nói là Mulan chứ không phải là Mulan. Mulan. Không, ở tiếng Việt á gọi là Mộc Lan. Mộc Lan. Vietnamese á là Mộc Lan. Mộc Lan. Mộc Lan. Rồi, đây nè, trong trường học nhạc học sao cái này con làm cho cô chú coi coi. Đây nè. Làm cho cô chú coi coi đây nè. Rồi đó, làm cho cô chú coi đi. Rồi cô giáo dạy sao, cầm sao. Đó, trong đếm 1 1 2 3 4 sao. Đếm 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Let's do another one. Làm gì? Nó có nguyên cái cuốn sách này luôn rồi cô chú nè.
Ôi, cuốn sách này là Giant Stickers Activity Pack. Có nghĩa là mở cái này ra ha. Xong rồi đằng sau đây có mấy tấm hình nè đó. Cái bình dán, thí dụ như dán công chúa đứng đâu, làm gì rồi vậy đó. Dán gì đó. Rồi còn cái đó chơi sao, con chơi công chúa coi coi. À. Cái nào nữa? Cái gì vậy? Nội đó vô hả? Rồi, nội đó vô đi. Nội ra sao? Đây mày đội cho, đưa đây mày đội cho. Đưa đây mày đội cho. Cô chú chưa bao giờ được coi chay mặc cái bộ trang phục cat noir này đó. Mà cái bộ đồ nó ngọc để đâu mất tiêu rồi, mà mặc bộ đồ cưng lắm. Mà tính đợi cho nó mặc cái bộ đồ đó lúc Halloween. Đưa đây coi. Mà tới Halloween.